Thưa quý vị và các bạn, nói đến bún số 8 Bình Định, nhiều người thường nghĩ ngay đến một trong những đặc sản của làng nghề xứ Tam Quang Nam, Hòa Nhơn. Nhưng bún số 8 Phù Mỹ từ lâu cũng nổi danh không kém cạnh, là niềm tự hào của những người con xứ củ mì Bình Định. Lọn bún mì sợi dẻo dai trong suốt ấy tưởng chừng như là món ăn nhanh, dân dã của người dân nông thôn Phù Mỹ, lại có thể trở thành món ngon đặc sản để lại dấu ấn khó phai cho những ai đã từng một lần thưởng thức. Quê hương của bún số 8 Phù Mỹ ấy ở thôn Vĩnh Nhơn, xã Mỹ Tài. Trải qua bao thăng trầm biến động của thời cuộc, những người con của làng bún Vĩnh Nhơn vẫn đang gìn giữ nét tinh hoa ẩm thực truyền thống của cha ông. Du xuân nơi làng quê mộc mạc ấy chắc chắn sẽ lưu lại trong lòng mỗi du khách một kỷ niệm khó phai. Ai có dịp về với miền quê Mỹ Tài, huyện Phù Mỹ, dù chỉ một lần, chắc chắn sẽ không thể nào quên nơi vùng quê yên tĩnh, hiền hòa. Đi đâu cũng thấy những vườn mì cùng những vườn dừa xanh ngát phủ kín xóm làng. Do đặc thù địa hình nhiều gò đồi, đất pha cát bạc màu, lại thiếu nước tưới, nên hầu như ruộng lúa chỉ làm được một vụ trong năm. Diện tích lúa chỉ có 450 hectare, nhưng cây mì lên đến 650 hectare. Chính vì thế mà cây mì từ hàng trăm năm nay là nguồn thu nhập chính của hầu hết bà con nông dân nơi đây. Bởi nó không chỉ là nguồn lương thực bổ sung cho lúa gạo, mà còn là nguồn nguyên liệu cho hàng trăm hộ làm bánh tráng và làm bún trên địa bàn xã. Trong đó, từ lâu đã hình thành nên hai làng nghề truyền thống chuyên chế biến sản phẩm từ củ mì là làng nghề bánh tráng mì chà Mỹ Hội và làng bún số 8 Vĩnh Nhơn. Những ngày gần cuối tháng chạp âm lịch, gia đình ông Nguyễn Châu ở thôn Vĩnh Nhơn vẫn tất bật đỏ lửa liên tục để làm bún cho kịp đơn hàng Tết. Mưa muộn cuối năm lại kéo dài liên tục khiến cho vụ sản xuất Tết của gia đình ông cũng như cả làng nghề đều bị đình trệ cho đến cận Tết. Tranh thủ những ngày nắng ráo, gia đình ông nỗ lực sản xuất gấp đôi ngày thường. Với ngày thường, vợ chồng ông làm ra 70 kg bún khô, thì riêng phục vụ Tết lên đến 150 kg bún khô. Cứ 2 kg bột tươi cho ra 1 kg bún khô. Thế nhưng vẫn không đáp ứng đủ nhu cầu của bạn hàng trong và ngoài tỉnh. Chính vì thế mà ông phải thuê thêm người phụ giúp như khuấy bột, gỡ bún, bó bún. Cứ mỗi ký bún khô, ông bán được 35.000 đồng, lãi khoảng 10.000 đồng mỗi ký. Tính theo công lao động thì thu nhập trong những ngày Tết lên đến từ 500 đến 700.000 đồng một người mỗi ngày. Với những tháng thường, thu nhập bình quân của hai vợ chồng ông khoảng 15 triệu đồng mỗi tháng, cao hơn gấp 3 lần so với thời kỳ làm thủ công của những năm trước đây. Có được kết quả này là nhờ có máy ép bún tự động thay thế cho công đoạn ép bún bằng sức người theo truyền thống. Sản phẩm làm ra không chỉ nhanh hơn, đẹp hơn mà còn đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Ngày xưa làm năng suất cái máy móc mà ép tự thủ công là một ngày những nơi vợ chồng tôi cao lắm là coi như 40 kg là cao. Là mà là khoảng 12 giờ đến 1 giờ chiều mới xong. Bởi bây giờ là nếu mấy mắc bây giờ kéo giờ vợ chồng tôi cán làm tối đa 11 giờ xong việc xong rồi là bưng hết bún khô trong nhà khoảng là 70 kg là phế. Cái mấy đó các phần ép bún là cao cái công đoạn là coi như thế người ép là coi như là khói để giảm suất là coi như là giảm cái thế công thế lực mình là cái người là giảm nhân lực thêm một người. Thế ép thế chèo khác khói năng đỡ là cái khuôn phần khô lên rất nặng. Theo truyền thống, bún số 8 được làm từ bột mì nhất của củ mì Gòn bản địa. Tuy chất lượng bột thơm ngon, nhưng năng suất sản lượng thấp, lại có nhiều dăm. Từ khi có giống mì cao sản, bà con làng nghề Vĩnh Nhơn đều sử dụng loại mì này. Tuy độ thơm ngọt không bằng, nhưng bù lại sản lượng cao, tinh bột nhiều, trắng hơn, lại ít dăm. Bên cạnh đó, nhiều hộ còn mua thêm bột mì nhất từ các tỉnh Tây Nguyên cho đủ nguyên liệu sản xuất. Củ mì tươi sau khi lột vỏ được rửa sạch, đem xay nhuyễn. Sau đó, rây lọc để lắng và xả qua nhiều nước để bột không bị chua và trắng hơn. Đây chính là bột mì nhất, chỉ cần ngâm nước sạch để dành được cả năm phục vụ dần cho việc làm bún hoặc tráng bánh. Để làm bún số 8, bột mì nhất phải được khuấy đảo liên tục trên bếp lửa cho đến khi chín tới và chín đều son. Sau đó đưa bột chín vào khuôn ép, kéo thành sợi
trên những vỉ tre và đem phơi nắng. Sau khoảng 3 đến 4 tiếng đồng hồ thì gỡ bún và bó bún theo hình số 8. 4 giờ sáng mình dậy là mình thói bột, 6 giờ là nó chín là mình bỏ vô trong cái khuôn đó. Rồi là mình sử dụng là bật motor lên, rồi là tự mình kéo đi là mấy nó cắt, là một mình là sử dụng được ra được một dĩa bún, rồi người ngoài là giác đi. Không rầu là khô rầu khô đi có 4-500 dĩa vậy á, khô rầu là khô, bưng vô rầu là trói lại, làm thành phẩm ký ký vậy là nửa đêm, 10 giờ đêm, rồi bắt đầu phải xong. Là ngày nắng á, chứ còn mùa tiết mưa đòi là có thể thức sáng đêm, rồi mới ra thành phẩm được, bán, rồi nó cũng cực nhọc ghê lắm. Nó mới ra được cái ngày công mình thì cũng cao. Cái tiết đòi á, tiết tháng 11, tháng chạp, tháng 9 là ngày công mình á, là hai vợ chồng mà làm là thiệt là ngày nằm nắng á, là ngày công là một ngày ra 500-700 ngàn, một người đó, hai vợ chồng có thể được 1 triệu, 1,5 triệu, nhưng mà nó cực ghê lắm. Chúng ta nó dễ ăn đâu, không ai làm nấu đâu, cái nghề mình phải theo, mình phải làm truyền thống hồi giờ cha mẹ mình để là mình làm theo dõi thôi, nhưng mà làm vất vả nhưng mà cái đồng tiền nó cũng không sợ lỗ, làm nó cũng có cái nguồn thu giỏi chứ còn phú lắm. Hồi xưa là coi như là bắt đầu là mình nhặt mà đem về trồng rồi mới nhối lên với cha, rồi lấy bột nhì ra rồi lấy bột nhất thì vào vô thùng, rồi bắt đầu là coi như là cũng đem là cậy ra thùng đánh. Đánh là một đêm nha, sáng ngày sau là bắt đầu múc đổ ra. Vì sao bột phải làm khối ghê lắm bây giờ đâu. Bây giờ bột mì trên đó nó ra lại xuống là coi như chớ tới nhà phía hậu kia là đi mua, đi gánh từng cái gì vậy. Đi mua mà một thùng bột tới hai người chia, chẳng phải có bột như bây giờ đâu, khó làm lắm. Cũng như gia đình ông Châu, gia đình ông Trần Quang Khải cũng tiếp nối nghề truyền thống từ cha ông để lại. Ăn nên làm ra, nuôi con ăn học, xây cất nhà cửa khang trang là nhờ nghề bún số 8. Vào tháng chạp âm lịch hàng năm, bình quân mỗi ngày, vợ chồng ông làm ra khoảng từ 80 đến 100 kg bún khô. Thế nhưng cung vẫn không đủ cầu. Việc làm bún của gia đình ông ngày nay nhẹ nhàng hơn rất nhiều nhờ có máy móc thay thế sức người. Ngoài việc ép bún bằng máy, có gắn hệ thống cảm biến tự động để ngắt bún, gia đình ông còn dùng motor để khuấy đảo bột trên bếp thay cho một công lao động. Chính nhờ thế mà giờ đây các con ông không còn tham gia phụ giúp cha mẹ, nhưng sản lượng bún làm ra mỗi ngày vẫn cao hơn gấp đôi so với thời kỳ ép bún thủ công trước đây. Dẫu vậy, gia đình ông vẫn còn giữ lại dàn khuôn ép bún từ thời cha ông để lại, xem như là kỹ vật truyền thống của gia đình. Cái công cụ làm bún số 8 này á, ngày xưa là từ cái đời ông nội tôi, rồi tới ông già, bây giờ tới tôi. Thì hồi trước là làm bình thủ công, làm bình tây, bột á, là phối quậy bình tây. À, và khi mà làm bột chín đổ ra ngoài mới đảo cho để bột nó đều. Rồi bắt đầu đưa cái bột ấy vào khuôn. À, cái khuôn thì khi mà đổ vào khuôn xong á, thì là mình mới lấy một cái, nó gọi là cái chày, là cái một cái khuôn gỗ to vừa vặn trong cái khuôn đấy. Thì là đè lên, rồi dùng cái cần một cái lực ép. Một lực ép là gồm có là hai cái cần, một cần dài ở trên, một cần dính ở dưới. Thì cần dính là dùng để cho con người mà trai tráng là thanh niên làm ép mới được. Chứ nếu là như lớn tuổi ông già rồi, chẳng hạn như tôi bây giờ là không có làm nấu. Thì tới giai đoạn này á, thì là chuyển qua cái công nghệ, thì là tôi làm bình máy, bột là cũng gọi bình máy và ép cũng bình máy, và đưa ra làm cái sản phẩm này của quê hương. Hồi xưa làm nhiều lắm, nhiều mà. Hồi xưa làm khô lắm, bó chút chút, bó cái máy cặm giờ này. Chứ không phải là bó một con to giờ đâu, bó chút 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 vậy. Bây giờ lại là làm to mà chín hơn hồi kia. Hồi kia bún mà dòi á, là hồi kia là nó gãy hết rồi. Cách đêm hay là nó ói là nó gãy, mà bây giờ bún là bây giờ khó cho chín chín trăm rồi. Là nó không có gãy, không có đài hết. Làm bây giờ có chất lượng hơn, làm có ấy, có chất lượng, có đài ấy hơn, chứ không phải như hồi kia. Cũng như nhiều làng nghề truyền thống khác, làng bún số 8 Vĩnh Nhân, Mỹ Tài trải qua bao thăng trầm theo thời cuộc. Lúc cực thịnh, có đến hơn 50 hộ làm nghề. Bình quân mỗi năm cung cấp cho thị trường hơn nửa triệu tấn sản phẩm. Tuy không mang lại sự giàu có, nhưng cũng đảm bảo đủ ăn, đủ mặc cho dân làng nghề, nơi miền đất đầy gian khó,
vốn chỉ có cây mì làm kế sinh nhai. Tuy nhiên, do làm theo phương pháp thủ công nên sản lượng thấp, thu nhập ngày công lao động không bằng những nghề khác, nên dần dần bà con bỏ nghề. Mãi cho đến những năm gần đây, khi có máy móc thay thế thủ công nên sản lượng làm ra cao hơn, thu nhập kinh tế khá hơn, nhưng số hộ theo nghề chỉ còn lại 12 hộ. Mặc dù vậy, nhưng nhờ thị trường vẫn đang tiêu thụ tốt nên làng nghề vẫn sản xuất được bình quân 300 tấn mỗi năm, doanh thu khoảng 10 tỷ đồng mỗi năm, lợi nhuận 3 tỷ đồng mỗi năm. Để khôi phục và phát triển làng nghề trên cơ sở tiềm năng tiêu thụ của thị trường, cũng như định hướng gắn làng nghề với du lịch, trong những năm gần đây, chính quyền và các hội đoàn thể của huyện Phù Mỹ và xã Mỹ Tài đã có nhiều hoạt động hỗ trợ cho người dân làng nghề như thành lập tổ hội nghề nghiệp, cho vay vốn ưu đãi để đầu tư máy móc sản xuất, cải thiện năng suất chất lượng vùng mì nguyên liệu. Đặc biệt là gần đây đã bình xét và công nhận sản phẩm OCOP cấp huyện cho sản phẩm bún số 8 của làng nghề Vĩnh Nhân. Đây cũng phải nói là một cái nghề mà ông cha ta đã gìn giữ, mà kể cả bây giờ chúng tôi cũng cố gắng để là truyền bá như thế nào, vừa là giữ lại cái làng nghề truyền thống của Mỹ Tài, cũng vừa là đem cái thu nhập mà cho nông dân Mỹ Tài, tạo điều kiện giải quyết cái lao động đối với là người nông dân. Đối với cái vị trí chúng tôi thì là một cái tổ chức hội, thì chúng tôi luôn quan tâm tạo điều kiện cho một số hộ được vay cái nguồn vốn từ quỹ hỗ trợ nông dân để rồi trang bị thêm cái máy móc để tăng cái khả năng là sản xuất. Vừa rồi thì cũng rất là phấn khởi khi mà cái sản phẩm cái bún số 8 của Mỹ Tài cũng đã được cấp trên là quan tâm, rồi cũng được công nhận cái sản phẩm OCOP. Đây cũng là một cái điều kiện để cho cái sản phẩm Mỹ Tài nó được vươn xa hơn. Hội phụ nữ cũng như là các cấp chính quyền của địa phương thì tạo mọi điều kiện quan tâm giúp đỡ để mà hội viên phụ nữ nói riêng và bà con nhân dân của xã Mỹ Tài nói chung, là coi như những người mà tham gia cái làng nghề này có đầy đủ mọi điều kiện để mà làm ra những cái sản phẩm. Thì cái sản phẩm này thì thời gian qua cũng được nhà nước công nhận là sản phẩm OCOP, thì chỗ hội phụ nữ thì cũng quan tâm tạo mọi điều kiện để hỗ trợ đưa máy móc để giải phóng bớt là cái công lao động của những cái người làm ở cái làng nghề bún số 8 này. Khen thầy con gái Mỹ Tài nấu một lon gạo nồi hai cũng đầy. Câu ca dao đã lưu truyền từ bao đời nay trong dân gian Bình Định để chỉ về một miền quê yên bình nhưng cuộc sống gian truân vất vả, cơm độn củ mì bởi điều kiện khí hậu thổ nhưỡng không ưu đãi. Ngày nay cũng với điều kiện tự nhiên ấy, nhưng những người con quê hương Mỹ Tài nói chung và làng bún số 8 Vĩnh Nhân nói riêng, với óc sáng tạo và đôi tay khéo léo của mình đã biến bất lợi thành lợi thế, đưa củ mì trở thành tinh hoa ẩm thực, gìn giữ và phát triển làng nghề truyền thống, góp phần xây dựng nông thôn mới trù phú hơn, no ấm hơn. Ngày xuân có dịp đến tham quan làng nghề Vĩnh Nhân, du khách sẽ không khỏi suýt xoa bởi vẻ đẹp thiên nhiên yên bình nơi đây, mà còn phải suýt xoa khi được mời thưởng thức nhiều món ăn chế biến từ bún số 8 như bún số 8 trộn gỏi, bún số 8 nước lèo, bún số 8 mắm cua, bún số 8 với mắm nhĩ, sẽ thêm yêu và nhớ mãi hương vị ẩm thực thơm ngon đặc sắc riêng có của xứ sở này.